Chào bạn, đây là chuyên mục Nốt trầm ẩn sau văn chương. Hãy cùng team chị Hiên đi tìm hiểu những điều đẹp đẽ và kỳ diệu ẩn sau mỗi dòng văn các bạn nhé. Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong số thứ 2 của chuyên mục Nốt trầm ẩn sau văn chương. Trong buổi ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với nhau ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một câu chuyện tình mà chúng mình đã nhắc hoài nhắc mãi với nhau rồi, đúng không ạ? Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết trong những vần thơ của mình như thế này: nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh ngồi, nếu nằm mơ em của tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Vâng, chỉ có mấy thước vuông thôi, thế nhưng đã nhen lên ở trong lòng Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ biết bao nhiêu tình yêu để họ làm được những điều lớn lao như vậy. Đến bây giờ, kể cả những dòng thơ của Xuân Quỳnh hay những vở kịch, những dòng thơ của Lưu Quang Vũ vẫn còn sống mãi trong trái tim của độc giả. Ngày xưa, ngày mà Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ yêu nhau và trở về sống trong một gia đình ấy, thì đã có rất là nhiều lần Lưu Quang Vũ viết thư cho Xuân Quỳnh và Xuân Quỳnh cũng viết những dòng thư tay gửi cho Lưu Quang Vũ. Trong đó thì có những cái lời rất là gần gũi thân mật, chứa chan tình yêu. Ví dụ như là Quỳnh nhớ thương của riêng anh. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tìm được ở trong những bức thư tay đó là những tình cảm mà Xuân Quỳnh đã dành cho Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Vũ dành cho Xuân Quỳnh. Có lẽ là bây giờ thời gian mặc dù đã trôi đi rất nhiều rồi, thế nhưng mà sức mạnh của tình yêu hay là những câu chuyện mà chúng mình nói về tình yêu vẫn là những câu chuyện không bao giờ cũ, đúng không? Chị vẫn còn nhớ là trong một bài thơ mang tên là Phá Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ có viết những dòng thơ như thế này: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng, người ấy thường thức đợi, khi anh khổ, chỉ riêng người ấy tới. Khi những điều giả dối vây quanh, bàn tay ấy chở che và gìn giữ. Biết ơn em từ miền gió cát, về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng. Anh thành người có ích cũng nhờ em, anh biết sống vững vàng không sợ hãi. Và tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ chính là tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như vậy mà góp thành. Và bây giờ, ở trong chuyên mục Nốt trầm ẩn trong văn chương ngày hôm nay, chị sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một bức thư tay mà hai người đã viết cho nhau. Một bức thư mà Xuân Quỳnh đã viết cho Lưu Quang Vũ với những dòng thư rất cảm động như thế này. Chúng mình sẽ cùng lắng nghe nhé. Lắng nghe để yêu thêm những dòng thư từ rất xưa cũ ấy. Ngày 16 tháng 7 năm 78. Anh nhớ thương ơi, anh đi hôm nay là đúng một tuần. Em ở nhà đến từng ngày từng giờ một. Em vừa mệt vừa buồn, không lúc nào cũng phấp phỏng. Có cảm giác không hiểu em có thực đã được sống với anh không. Có thật chúng ta đã sống với nhau 5 năm rồi chắc. Em càng yêu anh, em càng phấp phỏng, lo sẽ không được sống với anh được lâu dài. Anh đi vắng, em ở nhà nhọc nhằn, em vẫn bị đau bụng chưa khỏi hẳn, xách nước lên gác ba một mình. Đôi khi, em thấy em làm mọi việc đều vô nghĩa. Khi em xách nước, em chợt tự hỏi, xách nước có cần không, có đúng không? Khi em ngủ dậy, em tự hỏi, mình ngủ để làm gì? Không có anh, em thấy em sinh sống như một sinh vật. Em làm mọi việc, chịu đựng mọi điều đều cảm thấy nhọc nhằn gấp hai. Không có anh, em thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Sự lao động của em cũng giống như người tù hàng ngày gánh nước đổ lên đống cát. Em thấy kinh hoàng vô cùng. Nếu như không có anh, em đi về không có mục đích. Em không sang 52 Trần Hưng Đạo làm gì. Mỗi trưa về nhà, em bước lên bậc thang thấy nặng nề và vô nghĩa. Em biết rằng em về cũng không có anh ở nhà. Không hiểu sao em vẫn về. Về để ăn một bát cơm nguội một mình, để giặt chậu quần áo của các con. Bao giờ thì anh về hả anh? Đó là những cái dòng thư mà Xuân Quỳnh đã gửi cho Lưu Quang Vũ. Đó không phải là dòng thư duy nhất các bạn ạ. Đó là dòng thư trong rất nhiều những dòng thư mà họ đã viết cho nhau. Và chúng mình đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động về tình yêu này. Để rồi trong phút giây cuối cùng,
những dòng thơ cuối cùng mà Lưu Quang Vũ viết. Không biết là đó có phải là những dự cảm của riêng ông hay không, mà Lưu Quang Vũ đã viết rằng là phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường. Và Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, hai con người này, họ đã có thể thực hiện được lời hứa bên nhau, đi với nhau đến cuối con đường. Những dòng tâm tình từ Xuân Quỳnh dành cho Lưu Quang Vũ chứa chan thật nhiều tình cảm lẫn nhau. Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã yêu nhau bằng thứ tình yêu mộc mạc, bằng sự chân quý, bởi vì bản thân họ cũng đã trải qua những lần đổ vỡ. Họ hỏi nhau chuyện con cái ở nhà, chuyện ăn uống ra sao, chuyện giặt giũ thế nào. Chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ dệt nên một tình yêu đi cùng năm tháng, tựa như nhịp sóng biển vỗ vào bờ dạt dào, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để cả năm còn vỗ.